Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng, tiếp nối chương trình là một những vấn đề quanh ta. Mở đầu là phím luận của tựa đề Lòng dân và ý đảng của nhà văn Tưởng Năng Tiến, đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 14 tháng 3. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lòng dân và ý đảng. Cách đây chưa lâu, có hôm tôi nghe nhà văn Nguyễn Đình Bổn than phiền những bồn hoa Tết tại Hà Nội chỉ sau một đêm là mất sạch, nhưng không lưu tâm gì lắm. Bởi đây nào có phải là chuyện lạ lùng hay mới mẻ chi đâu. Ngay từ hồi cuối thế kỷ trước cũng đã có người than thở thế rồi. Một cái gì đó đã phá vỡ lòng tin của con người rằng xã hội luôn luôn cố gắng đem lại sự tốt đẹp cho mình, và chính mình phải có bổn phận phải gìn giữ các công trình xã hội để mình và mọi người cùng hưởng. Người ta thẳng tay cắt dây điện để bán lấy chút tiền, có thể đốt hết một kho hàng hóa để phi tang cho một vật ăn cắp không đáng là bao. Còn người đối xử với xã hội thô bạo như vậy chỉ vì xã hội đã đối xử với họ tệ quá. Trích Phạm Xuân Đài, Hà Nội trong mắt tôi, nhà xuất bản Thế Kỷ. Mà nào có riêng chi Hà Nội, đâu cũng vậy thôi. Ở những nơi không có dây điện để cắt hoặc kho hàng để đốt, thì thiên hạ tan phá bất kể thứ gì miễn là kiếm được chút đỉnh lợi lộc hay là tiền bạc. Ngay đến trẻ con cũng thế. VN Express loan tin, theo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Cao tốc Việt Nam VEC tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các bù lông, hộp đệm trụ đỡ tôn lượng sóng, tấm đệm liên kết, cột tôn lượng sóng bị mất khá nhiều. Ngày 25 tháng 4, đơn vị vận hành đã phát hiện hai cháu nhỏ đang tháo bù lông tôn hộ lan giải phân cách giữa tại xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Đỗ Chí Trung, chánh văn phòng VEC cho biết hầu hết các vụ trộm bù lông là do trẻ em thực hiện để lấy sắt bán phế liệu. Chủ đầu tư đề nghị địa phương và trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền đến người dân và học sinh tham gia bảo vệ tài sản quốc gia. Lời đề nghị ngây ngô của ông chánh văn phòng VEC khiến tôi thốt nhớ đến mấy câu thơ viết chưa rõ mực của Bùi Chí Vinh. Tỷ tỷ đô la người ta coi như rác, trong khi kinh tế nước nhà đang chống nạn tập đi. Khi các đồng chí lãnh đạo coi tỷ tỷ đô la như rác, tại sao đám trẻ con thiếu đói ở Lào Cai lại phải tham gia bảo vệ tài sản quốc gia chứ? Đường lối và chủ trương nhất quán sở hữu toàn dân của đảng đã khiến cho cả nước vì sống với cái não trạng vô sản, cha chung, không ai khóc. Từ lâu lắm rồi mà, ai cũng có thể trộm hoa, cắt dây điện, đốt kho hàng, tháo bù lon, mang bán đồng nát cả. Riêng giới quan chức thì còn có đủ quyền lực để biển thủ công quỹ, rút ruột công trình, khai thác tài nguyên quốc gia một cách vô tội vạ. Và đều ăn của dân không từ một thứ gì từ bấy lâu nay, nhưng có ai phiền hà thắc mắc hay khiếu nại gì đâu. Cái nước mình nó thế đấy. Vấn đề có lẽ chỉ được dư luận quan tâm sau khi kết quả của cuộc bỏ phiếu trong phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 11 được công bố thôi. BBC đưa tin, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Tư 2 tháng 3 đã bỏ phiếu áp đảo để lên án Nga về cuộc xâm lược Ukraine và yêu cầu Moscow rút các lực lượng quân sự của họ. Nghị quyết được sự ủng hộ của 141 trong số 193 thành viên của hội đồng. Nga và chỉ 4 nước Bắc Hàn, Syria, Belarus và Eritrea bỏ phiếu chống nghị quyết. 35 nước trong đó có Ấn Độ, Trung Cộng, Lào, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Bản tin thượng dẫn cũng trích dẫn lời bà Natalia Hinkina, đại biện lâm thời của Đại sứ quán Ukraine bằng tiếng Việt, viết rằng trong số tất cả các thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào đã bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi rất thất vọng. Nỗi thất vọng của vị quan chức ngoại giao Ukraine phần nào là do bà chưa biết rõ, đủ rõ về nội tình của cái quê hương thứ hai đấy thôi. Chứ đối với những công dân Việt Nam thứ thiệt thì dường như chả ai thất vọng hay hy vọng gì ráo trọi. Họ coi cái cách ứng xử vô liêm sỉ của nhà nước Việt Nam hiện hành cho qua chỉ là chuyện chẳng đặng đừng. Tiến sĩ Mạc Văn Trang bình luận, tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam phải xử lý như vậy thôi, bởi vì quan hệ Việt Nam-Nga rất sâu sắc, từ truyền thống cho đến hiện nay. Việt Nam và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cho nên trong tình huống như thế này thì họ cũng thông cảm và đành bỏ phiếu như vậy. Nhà báo Dương Quốc Chính nói rằng, trong quân đội công an thì bất chấp tuổi tác, mình nghĩ cũng phải 99% là cùng Liên Xô, vì vũ khí tài sản của họ hầu hết là của Liên Xô và sau này là Nga. Sự thật quả đúng là như thế, nhưng không phải chỉ có thế đâu. Còn nguyên do khác nữa cũng hơi tế nhị và rất không tiện nói ra lời. Nhưng ai cũng biết rằng lá phiếu trắng của Việt Nam trong ngày 2 tháng 3 vừa qua không chỉ là sự liên hệ mật thiết với Nga, mà còn vì cái tâm lý khiếp nhược nên không dám làm các ý của Tàu. Sự sợ hãi này đã kéo dài triền miên từ nhiều thập niên qua và mỗi lúc lại một thêm thảm hại, theo như ghi nhận của tác giả Nguyễn Hưng Quốc. Đọc trên các trang mạng hay blog từ trong đến ngoài nước, chúng ta gặp nhan nhản những chữ hèn. Trung Cộng ngang nhiên xâm chiếm Trường Sa và Hoàng Sa, chính quyền vẫn cúi đầu và im lặng. Hèn.
Trong khi kiếp nhược trước Trung Cộng, nhà cầm quyền lại mạnh tay đàn áp các thanh niên sinh viên yêu nước xuống đường phản đối chính sách banh trướng của Bắc Kinh. Đó là hèn. Tàu hải quân của Trung Cộng giết và bắt ngư dân Việt Nam đang đánh cá ngay trong lãnh hải Việt Nam mà nhà cầm quyền cũng không dám lên tiếng phản đối, thậm chí không dám gọi là tàu của Trung Cộng, chỉ gọi một cách bâng quơ là tàu lạ. Đó là hèn. Nhà báo Ngô Nhân Dũng trên nhật báo Người Việt ở California, sau khi so sánh với cách hành xử của các nước trong khu vực trong những trường hợp tương tự, đã đi đến kết luận thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam là hèn yếu. Nhà báo Huy Đức hiện sống trong nước trên trang Ocean Blog của Anh bày tỏ quan điểm của mình ngay trên nhan đề bài viết: tàu thì lạ, sự hèn hạ thì quen. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn sống tại Úc nhưng có nhiều quan hệ gần gũi với Việt Nam nhận định thẳng thừng: chưa thấy trong lịch sử Việt Nam có thời nào mà Việt Nam khiếp nhược như thế. Từ bao vị thế khác nhau với những lập trường chính trị có khi khác hẳn nhau, cả Ngô Nhân Dũng, Huy Đức và Nguyễn Văn Tuấn đều có nhận định giống nhau về giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay: hèn. Hình như chưa bao giờ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước là đồng ý với nhau như thế. Hình như mọi người đều đồng thanh: giới lãnh đạo Việt Nam hèn. Riêng tôi không ngớt ngạc nhiên sao tự dưng họ lại đâm hèn đến vậy. Chả phải tự dưng mà họ đâm ra đổ đốn thế đâu. Sau 2/3 thế kỷ cầm quyền, chế độ hiện hành vẫn cứ còn lay hoay với tính chính danh, nhưng đã đánh mất đến người dân cuối cùng rồi, kể cả những đứa bé thơ ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, năm nào. Dân vô tính bất lập với hoàn cảnh lập cập như hiện cảnh thì đã Cộng sản Việt Nam mà không hèn thì mới là chuyện lạ. Blogger Hoàng Trường của VOA khuyến cáo phải dứt khoát vứt bỏ ngay cái thói không vặt bỏ phiếu trắng và thái độ người ngoài cuộc như các quan chức ngoại giao đã lựa chọn ở Liên Hợp Quốc và các tướng tá quân đội đã thể hiện theo tinh thần chém gió và loa phường của các loại tướng quản lạc trinh diễn và rao giảng. Nói thế nghe cũng tội vì nhà nước hiện hành chưa bao giờ có bộ ngoại giao thực sự mà chỉ có đảng ngoại giao thôi. Nay thì đường lối ngoại giao của đảng cũng không còn nữa. Nó buộc phải tùy thuộc vào chính sách ngoại giao của đảng Cộng sản Tàu khá lâu rồi. Việt Nam rõ ràng là đang ở thế quỳ mà.